Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở Nga ngày 9 tháng 7. Tổng thống Vladimir Putin của Nga đã lên truyền hình và thông báo và cho biết là ông cho phép quân đội Nga được quyền nổ súng bất cứ tàu chiến nào xâm phạm lãnh hải của nước Nga, xâm phạm vào chủ quyền của nước Nga, thưa quý vị. Thì đây là một cái mà giọt nước làm tràn cái ly sau khi có những đấu khẩu và việc mời đại sứ của Anh tại Nga lên Bộ Ngoại giao của Nga để mà phản đối, thưa quý vị. Và câu chuyện thì liên quan tới chiếc khu trục hạm HMS Defender của Anh. Và xin thưa, câu chuyện là như thế này, là ở Ukraine sẽ có và đã có một cuộc tập trận mang tên là Sea Breeze 2021, bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 cho tới ngày 10 tháng 7, tức là qua ngày mai, một cuộc tập trận hải quân lớn giữa đồng minh của Mỹ, khối NATO, Ukraine, tổng cộng có 32 quốc gia tham gia và trên 30 tàu chiến, cộng 40 máy bay và trên 5.000 quân. Thì xin thưa, đây là cuộc tập trận diễn ra ở Ukraine. Thì có thể nói là cuộc tập trận Sea Breeze, hay còn gọi là gió biển, đã diễn ra từ rất lâu, bắt đầu từ năm 1997. Và đương nhiên, ông hàng xóm Liên bang Nga không hài lòng việc mà quân đội các nước NATO và quân đội Hoa Kỳ tạo thành một cái khối liên quân và tập trận ngay sát nách của nước Nga hay là Liên bang Nga ngày nay. Thì câu chuyện liên quan tới chiếc tàu khu trục HMS Defender của Anh vào trung tuần tháng 6 thì nó ghé cảng ở Odessa của Ukraine và nằm ở đó vài ngày để mà có thể tham gia vào cái cuộc tập trận Sea Breeze hay là gió biển 2021. Từ ngày 23 tháng 6, chiếc tàu khu trục hạm HMS Defender của Anh rời cảng Odessa và đi vòng ngang bán đảo Crimea. Trong quá trình đi ngang qua mũi Fiolent của Crimea thì chiếc tàu HMS Defender đã lấn sâu vào lãnh hải của Crimea 2 hải lý, thưa quý vị. Thì chúng ta đều biết rằng vào năm 2014 thì Nga đã ra tay sáp nhập bán đảo Crimea, trước đây là của Ukraine, vào đất Nga, và nước Nga đã bị cấm vận và bị lên án ở Liên Hiệp Quốc qua nghị quyết 62/286. Và có thể nói rằng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đã lên án Nga là xâm lược Ukraine. Thì trở về cái lịch sử của Crimea thì có thể nói rằng bán đảo này trước đây là thuộc Nga, nhưng sau đó năm 1954 thì cắt giao cho Ukraine, và từ đó mới sinh ra cớ sự là ở bán đảo Crimea này có tới 70% dân số là dân thuộc nước Nga hay là Xô Viết trước đây. Và do đó là năm 2014 thì chính quyền Liên bang Nga đã quyết định coi như lấy lại Crimea, và Crimea chính thức gia nhập vào Liên bang Nga, hay còn gọi là Russia Federation. Thì có thể nói câu chuyện lằng nhằng như thế. Và lãnh hải của Crimea ngày trước thì hiện nay được coi như là lãnh hải của Nga, và Nga yêu cầu các nước phải tôn trọng 12 hải lý đường lãnh hải, thưa quý vị. Thì ngày 23 tháng 6, chiếc tàu khu trục HMS Defender của Anh đã vi phạm và lấn vào
2 hải lý. Sau đó thì nước Nga đã cử tàu chiến và đã bắn những phát đại bác cảnh cáo. Ngoài ra bên phía Nga còn cho máy bay Sukhoi 24, Sukhoi 30 và BA-1 bay lên trên vùng trời của chiếc tàu HMS Defender và thả 4 trái bom chùm để cảnh cáo chiếc tàu này đã xâm phạm vào lãnh hải của Nga. Tuy nhiên, bên phía nước Anh đã ra thông cáo và cho rằng tàu HMS Defender của Anh không hề vi phạm lãnh hải của Nga mà chỉ đi vào vùng biển của Ukraine, thưa quý vị. Và họ không công nhận việc lãnh thổ bán đảo Crimea thuộc Nga mà họ coi như là vẫn thuộc Ukraine. Do đó, lãnh hải của Crimea vẫn là lãnh hải của Ukraine và việc họ là đồng minh của Ukraine cho nên không có vấn đề gì, thưa quý vị. Thì có thể nói là sau những phát súng và bom cảnh cáo thì hai bên đã có những việc căng thẳng về ngoại giao. Như tôi có trình bày là đại sứ của Anh tại Nga đã bị gọi lên Bộ Ngoại giao và bị phản đối, thưa quý vị, việc xâm phạm lãnh hải của Nga. Thì có thể nói rằng Nga rất lấy làm khó chịu khi mà NATO, Hoa Kỳ và tổng số là 32 quốc gia tham gia vào cuộc tập trận Sea Breeze 2021 trên đất Ukraine, tức là cuộc tập trận mang tên Gió Biển. Đây là một cuộc tập trận về hải quân và thủy quân lục chiến cùng với bộ chiến. Và cuộc tập trận này cũng đã diễn ra từ rất nhiều năm. Và hạm đội 6 của Hoa Kỳ là lực lượng chính đảm trách một phần lớn trong việc tập trận này. Mục đích của tập trận là để làm quen, giao lưu với các quốc gia với nhau trong khối NATO và mở rộng. Tuy nhiên, phía Nga không cho rằng đây là cuộc tập trận mang tính chất giao lưu, mà đây thực chất là một cuộc tập trận của đồng minh Hoa Kỳ và Hoa Kỳ nhằm đe dọa những lợi ích cốt lõi của nước Nga. Do đó phía Nga phản đối, thưa quý vị. Thì việc mà Nga phản đối và các nước làm áp lực lên Liên Hiệp Quốc để phản đối Nga thì cũng xung quanh vấn đề Crimea, bán đảo Crimea, và có thể nói rằng Ukraine bị mất bán đảo Crimea về tay Nga thì cũng rất là tức tối, do đó cũng điên cuồng tìm mọi cách liên minh với các nước khác trừ Nga, và trong đó là liên minh với Hoa Kỳ. Và bên phía Hoa Kỳ là phát ngôn viên John Kirby của Lầu Năm Góc cũng cho biết là đồng ý với quan điểm của nước Anh về việc là tàu HMS, tàu khu trục Defender, không hề vi phạm lãnh hải của nước Nga nào cả, mà chỉ là đi vào vùng biển quốc tế và vùng biển của Ukraine mà thôi. Đương nhiên là nước Nga không chấp nhận những lý luận như thế vì cuộc tập trận này diễn ra ở Biển Đen, là ngay cái khu vực của quân cảng Sevastopol của nước Nga, thưa quý vị. Và hiện nay quân cảng này cũng đang đặt trong tình trạng báo động để mà theo dõi cuộc tập trận của hạm đội 6 của Hoa Kỳ ở Biển Đen. Thì có thể nói là giọt nước làm chai cái ly, và chúng ta cũng thấy rằng nước Nga không dễ dàng để ngồi yên chờ các nước khác tập trận ngay trước mũi của mình. Do đó là Tổng thống Vladimir Putin, tức là Tổng tư lệnh quân đội Nga, đã phải ra đòn quyết liệt tuyên bố là Nga sẵn sàng nổ súng bắn trả đối với những thành phần cố tình vi phạm chủ quyền lãnh hải của nước Nga và đặt nước Nga trong tình trạng báo động dè dặt với cuộc tập trận Sea Breeze 2021 này. Thì đó là nội tình và sự lùm xùm giữa nước Nga, Hoa Kỳ, Ukraine và khối NATO
trong thời gian qua. Thì chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.